Thưa quý vị, tại Hà Nội, dự báo các ca mắc COVID-19 vẫn tiếp tục tăng cao ở 100% các quận huyện. Mỗi ngày có thể ghi nhận đến 1.000 ca dương tính và có thể sẽ xuất hiện biến chủng mới Omicron lây lan nhanh hơn cả Beta và Delta. Đây là thông tin được Giám đốc Sở Y tế thành phố đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng ngày hôm nay, mùng 9 tháng 12. Trước tình hình này, thì nhiều chuyên gia đang đặt ra câu hỏi, Hà Nội thì có nên siết chặt hơn các biện pháp chống dịch hay không? Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế cho biết, thực hiện nghị quyết 128, thích ứng linh hoạt. Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ ngày 11 tháng 10, số ca mắc tăng cao. Riêng chỉ trong đầu giờ sáng ngày 9 tháng 12, Hà Nội ghi nhận 172 ca mắc COVID-19. Theo bà Hà, với tình hình này, số ca mắc tại Hà Nội có thể lên đến 1.000 ca một ngày. Thời điểm cuối năm, giao thương cao, thời tiết giao mùa cùng tâm lý chủ quan có thể dẫn đến số ca mắc tại thủ đô tăng cao trong thời gian tới. Về nguy cơ có thể bùng phát dịch bệnh, có một số nguy cơ mà chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do mầm bệnh đang tồn tại trong cộng đồng, do đặc điểm địa lý đa dạng, dân cư di biến động phức tạp giữa các tỉnh thành phố, và thời điểm cuối năm là thời điểm giao lưu, giao thương và các hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại một cách rất là mạnh mẽ. Người nhập cảnh vào Việt Nam là điều kiện thuận lợi để có thể xâm nhập các biến chủng mới, và với khí hậu thời tiết mùa đông xuân cũng là điều kiện thuận lợi để cho virus phát triển. Và một điều quan trọng nữa là cái tâm lý chủ quan của một số bộ phận người dân khi mà chúng ta đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cũng theo Giám đốc Sở Y tế, không loại trừ khả năng có thể xuất hiện những biến chủng mới Omicron lây truyền nhanh chóng hơn Delta. Dù chưa ghi nhận ca mắc biến chủng mới này trong cộng đồng, nhưng Hà Nội luôn chủ động, tăng cường cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế, chỉ đạo CDC Hà Nội giải trình gen những trường hợp nghi ngờ, kiến nghị dừng các chuyến bay từ các quốc gia có biến chủng này. Ngành y tế cũng liên tục theo dõi và cập nhật các nghiên cứu báo cáo các biến chủng Omicron trên thế giới và các nước để có những cái giải pháp phù hợp. Và ngành y tế thì sở cũng đã chỉ đạo tăng cường tập huấn, tăng cường cung cấp những cái thông tin và cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế cũng như là người dân để mà có thể có những cái ứng phó với cái biến chủng mới này. Và với sở thì cũng đã chỉ đạo CDC phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen với những cái trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh biến chủng mới hoặc là những cái trường hợp mà nhập cảnh có yếu tố dịch tễ. Về giải pháp trong thời gian tới, đại diện ngành y tế Hà Nội cho biết sẽ đánh giá cấp độ dịch ở xã, phường mỗi lần một tuần để áp dụng phù hợp với các biện pháp hành chính, điều chỉnh phòng chống dịch COVID-19, kiên định việc điều tra, truy vết, cách ly trong phạm vi hẹp nhất, đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân, nhất là người tiêm chưa đủ 2 mũi, trẻ em, và chuẩn bị tiêm mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, với mức độ dịch như hiện nay, Hà Nội cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt nặng những người không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, cần nhanh chóng chuẩn bị cơ sở thu dung, điều trị và nhất là điều trị cho F0 nhẹ tại nhà để tránh quá tải cho ngành y tế. Trong thời gian chuẩn bị nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Hà Nội cũng cần có các kịch bản trước. Trong thời gian tới là chuẩn bị đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán thì cần phải có cái phương án cho người dân nghỉ Tết, cho người dân từ nơi khác về, rồi người dân ở Hà Nội đi nơi khác, làm sao trước cái sự giao lưu đó không để lây lan ra dịch bệnh từ các cái tỉnh về, cũng như là trong nội bộ của thành phố Hà Nội và cũng như là từ Hà Nội lây cho các cái tỉnh khác. Trước đó, theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ đợt dịch thứ tư đến nay, thành phố ghi nhận 6.000 ca mắc ngoài cộng đồng, gần 9.500 ca mắc trong khu cách ly. Lượng bệnh nhân này ngày càng đông, nên mới đây, Hà Nội đã triển khai cách ly F1 điều trị F0 nhẹ tại nhà ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã. Thưa quý vị, cập nhật đến chiều nay mùng 9 tháng 12, cả nước đã tiêm hơn 130 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Cả nước chỉ còn 2 tỉnh tiêm mũi 1 dưới 80%. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Y tế, có 61 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 80% dân số từ 18 tuổi trở lên.
trong đó có 29 tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%. 2 trên 63 tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 80% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Giang 78,3% và Cao Bằng 79,7%. Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng. Tại Hà Nội, theo kế hoạch, thành phố cần phải tiêm vaccine cho khoảng 700.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Nhưng tỷ lệ mới tiêm vaccine mới chỉ đạt được khoảng 87% tính tới hết ngày 8 tháng 12. Theo đó, tính tới hết ngày 8 tháng 12, Hà Nội đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 của Pfizer cho 315.967 trẻ từ 12 đến 14 tuổi, đạt tỷ lệ 80,25% trẻ trong độ tuổi này. Với độ tuổi từ 15 đến 17, từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12, Hà Nội tiêm được khoảng 289.568 mũi tiêm, đạt 95,3%. Như Hà Nội đã tiêm vaccine cho khoảng 87% trẻ từ 12 đến 17 tuổi tính tới hết ngày 8 tháng 12. Trên cả nước thì có khoảng 50 tỉnh thành đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Khoảng 5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine, trong đó hơn 1 triệu trẻ đã được tiêm đủ 2 mũi. Sáng ngày 9 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội triển khai lắp đặt máy quét mã QR trên thẻ căn cước công dân trên tuyến tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông nhằm tạo hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ thí điểm lắp đặt tại hai điểm đầu và cuối của toàn tuyến là ga Cát Linh và ga Yên Nghĩa. Thông qua hệ thống máy quét mã QR, hành khách có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc mã QR ở phần mềm khai báo di chuyển nội địa VNID để khai báo thông tin với thời gian chỉ vài giây. Sau khi quét, những thông tin của hành khách đi tàu này sẽ được hiển thị trên máy quét với độ chính xác tuyệt đối bởi các dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm liên quan đến hiện trạng sức khỏe của người dân đã được Bộ Công an tích hợp vào thẻ căn cước công dân và kho dữ liệu quốc gia về dân cư. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong các nước thuộc khu vực có tỷ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất trên thế giới, từ 10 đến 20%. Nhưng điều đáng chú ý là có đến 90% người bị viêm gan không biết được tình trạng bệnh của mình. Các chuyên gia cho biết các bệnh về gan là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam. Viêm gan B, virus B, C là một trong những căn nguyên hàng đầu gây những biến chứng về xơ gan và ung thư gan. Một tín hiệu đáng mừng là những năm gần đây, các kỹ thuật ngoại khoa liên quan đến gan, mật ở Việt Nam có những bước phát triển đáng kể. Cùng với đó, kỹ thuật ghép gan cũng đã có những điểm tiến bộ. Đây là những thông tin đáng chú ý tại Hội nghị Gan mật toàn quốc lần thứ 16 tổ chức vào ngày hôm nay, 9 tháng 12, tại Hà Nội. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 40.000 người chết do bệnh lý liên quan đến viêm gan B và viêm gan C. Trong những năm vừa qua, ở Việt Nam, ung thư gan đã chiếm nhiều nhất trong các loại ung thư, gây tử vong hàng năm trên 25.000 trường hợp, gấp 3 số tử vong hàng năm do tai nạn giao thông ở nước ta. Cùng với các bệnh lý viêm gan, xơ gan và các bệnh lý mật tụy, đã và đang là những thách thức to lớn đối với nền y tế nước ta và chuyên ngành gan mật ở Việt Nam. Ước tính dân số Việt Nam có 100 triệu người thì có khoảng 15 triệu người nhiễm viêm gan B và khoảng 1 triệu người nhiễm viêm gan C. Năm nay, Hội Gan Mật Việt Nam và Phân Hội Phẫu thuật Gan Mật Tụy Việt Nam cùng Bệnh viện Quân y 354 đã tổ chức Hội nghị Gan Mật Toàn quốc lần thứ 16 với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị năm nay có chủ đề Tiến bộ kỹ thuật trong điều trị đa mô thức và chăm sóc người bệnh với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Nó là đa mô thức, tức là nó phối hợp cả từ ngoại khoa, phẫu thuật, từ điều trị nội khoa, từ can thiệp ít xâm lấn, từ điện quang can thiệp và từ tất cả các điều trị để nó phối hợp, kể cả xạ trị vân vân. Thì trong điều trị đặc biệt là các bệnh lý này, vì cái xu thế hiện nay đang là xu thế ít xâm lấn và xu thế kết nối đa chuyên khoa, và để trong điều trị đa mô thức thì nó mang lại hiệu quả tổng hợp hơn. Cái hội nghị lần này là một cái điều hết sức tốt để cho chúng tôi nâng cao hơn, cho chúng tôi cập nhật các cái kiến thức về công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân gan mật tụy, cũng là cái cơ hội để chúng tôi tiếp cận được các cái kỹ thuật tiên tiến không chỉ trong nước mà quốc tế. Hội nghị gan mật toàn quốc là cơ hội cho các thầy thuốc, các chuyên khoa nội gan mật, tiêu hóa, truyền nhiễm, ung thư, chẩn đoán hình ảnh, can thiệp ít xâm lấn, ngoại khoa gan mật tụy,
ghép tạng, gây mê hồi sức, cập nhật nhiều kiến thức mới, chia sẻ các kinh nghiệm hay và tăng cường giao lưu hợp tác giúp đỡ, tạo điều kiện phối hợp hỗ trợ tốt hơn trong việc chữa trị đa mô thức và chăm sóc bệnh nhân gan mật tụy.